Xin chào anh em, hôm nay bên cạnh Cường đây đó là một chiếc Hyundai Accent Form 2023. Để các bạn thấy này, xe vừa mới lấy qua nhé. Có qua Trung Auto trang bị những cái món đồ rất là cơ bản mà hầu như Accent nào khi xem cái video này cũng có thể là chọn cho mình những cái món đồ nó phù hợp với nhu cầu của mình và túi tiền của mình. Thì đầu tiên ấy, thì bác ấy đó là làm thêm một cái đôi bi gầm Accent ấy, thì nguyên bản của nó thì mình chỉ lắp được cái mã là 2.0 inch thôi. Đấy, vì cái hốc của nó zin này. Đấy. Và anh chủ xe đó là lựa chọn cái mã 3 chế độ màu của ánh sáng vàng để nó phá xương. Đấy, ngoài ra thì nó có ánh sáng trắng. Đấy. Tiếp theo ấy, đó là anh ấy có trang bị một chiếc màn hình TI có độ phân giải đó là 2K. Như các bạn thấy này, vì là màn hình liền cam ấy nên cái mắt cam phía trước này thì nó được đặt vào đúng cái logo ấy luôn, nó có dưỡng theo xe luôn. Đấy. Cái mắt cam bên hai bên tay gương này. Đấy, nó cũng khoan zin luôn, thằng này thì có mũi khoan của hãng nhé. Đấy. Ngoài ra ấy, thì khách đã được hãng tặng cái gói dán phim rồi, nhưng mà cái nhu cầu của anh ấy nó cao hơn nên anh ấy có qua trang bị thêm cái mã dán phim 3M Crystal Night, và hiện tại thì đang được sale lên này 20%. Bên cạnh đó này, các bạn thấy không, đây là một cái điểm rất là nhấn này, đó là cái đường viền đây này, bác ấy đã dán tất cả lại PDF thành một cái tông màu rất là đẹp, nó là màu đen, nó giống hệt như dòng Maybach. Vào trong xe ấy, thì bác ấy có trang bị đấy. Thứ nhất ấy, đó là về bác ấy có trải thàn da này, như các bạn thấy này đấy. Bác ấy lựa chọn cái mã cao cấp nhất bây giờ đó là sàn 360 Vân Diamond, thì nó gồm một lớp sàn và lớp rối ở trên. Tiếp đến ấy, thì đây này, bác chủ xe còn trang bị thêm một cái bọc táp lô đấy, để nó đỡ chống nóng, nó bảo vệ những cái chi tiết nhựa ở trong xe. Ngoài ra như các bạn thấy này, những cái vị trí nét nội thất này, chạy đuổi, thằng này ấy, thì khách đã lựa chọn đó là cái mã 22 chi tiết đấy, mã V4 có thêm ở vành noa. Bên cạnh đó này, này đó là chiếc màn hình đây đấy, công nghệ TI bây giờ nó rất là nét luôn. Đây này, nó còn hiển thị ở đây này. Đấy. Nói chung là màn hình thì bên Cường chuyên nó có tất cả các dòng đấy, tùy vào nhu cầu kinh tế của chúng ta thôi, từ 3 triệu rưỡi đến 2-5 triệu đều có. Đấy. Ngoài ra nhé, bác chủ xe này còn trang bị thêm cái bộ cảm biến áp suất lốp này. Ở đây này, cái màn hình này thì nó cho chúng ta cái độ phân giải 2K nhé. Đấy, hủy này. Anh ấy còn trang bị cái bộ cảm biến áp suất lốp đấy nhé các bạn. Đây, nó tích hợp vào màn hình Android luôn, thông số của từng bánh. Thì chúng ta cũng không phải là lắp cái bộ rời là cái chiếc tắp nô nữa. Ngoài ra nếu mà anh em thích thì anh em có thể lắp vào zin vào đây được. Đấy, ở dưới cốp này thì bác ấy có trang bị thêm một cái bộ loa trầm. Đấy, để cái nhạc nó hay hơn. Loa trầm ấy, thì bên mình thì có nhiều loại. Đấy, từ 3 triệu rưỡi đến các mã cao. Nhưng mà để chúng ta có một cái chất âm thanh nó chắc ấy, thì chúng ta lên những cái mã nó cao hơn thì đánh nó hay hơn. Như anh chủ xe đây thì anh lựa chọn cái mã MTS, cái mã này cực kỳ hay nhá. Thì tương đương đó thì cái giá thành của nó cũng sẽ cao thôi. Đấy, đặt ở dưới gầm ghế này. Đấy. Âm thanh thì các bạn phải trải nghiệm thực tế cơ. Đấy. Thì bên mình ấy thì Accent thì hầu như có tất cả các đồ thôi. Anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ với em Cường bên Trung Auto. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.